Trận Arsenal với Crystal Palace thuộc khuôn khổ vòng 21 giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Sau vòng 20, Arsenal giành được nhiều hơn Crystal Palace 19 điểm, 40 so với 21. Arsenal không thắng cả 3 trận vừa qua thuộc khuôn khổ Premier League và chỉ thu về 1/9 điểm tối đa, hòa 1, thua 2. Trong cùng khoảng thời gian thì Crystal Palace giành được 4 điểm, thắng 1, hòa 1, thua 1. Tính riêng trên sân nhà, Arsenal không bất bại tới 9 trên 10 trận kể từ khi giải Ngoại hạng Anh mùa hiện tại khởi tranh. 7 trong số này chứng kiến tập thể do huấn luyện viên Mikel Arteta dẫn dắt có được niềm vui trọn vẹn. Tính riêng trên sân khách, Crystal Palace không thắng cả 4 trận gần đây thuộc khuôn khổ Premier League. 2 trong số ấy chứng kiến The Eagles thua đội chủ nhà. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-1/1/2. Lần gần nhất tiếp đón Crystal Palace thuộc giải Ngoại hạng Anh còn chứng kiến Arsenal chấp 1,75 trái. Kết quả, pháo thủ thắng với cách biệt 3 bàn qua đó trở thành đội thắng kèo. Tuy nhiên, không dễ để The Gunners tái hiện kết quả ấn tượng ấy. Arsenal không thắng kèo cả 3 lần gần nhất chấp đội khách từ 1 trái rưỡi trở lên thuộc khuôn khổ Premier League và thua kèo 2 trong số này. Một trong số 2 thất bại xảy ra khi pháo thủ chấp đội khách 1 trái rưỡi. Chọn Crystal Palace. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 23/4. 3 trên 5 trận sân nhà gần đây thuộc giải Ngoại hạng Anh của Arsenal chứng kiến không dưới 3 bàn thắng. 5 trên 6 lần pháo thủ tiếp đón The XG gần nhất thuộc khuôn khổ Premier League xuất hiện không dưới 4 pha lập công. Bảng tỷ số trận tái đấu giữa Arsenal với Crystal Palace vào thứ 7 do đó hứa hẹn thay đổi không dưới 3 lần. Chọn tài.